Vào sáng ngày 18 tháng 3, đội cảnh sát giao thông số 14, phòng PC67, công an thành phố Hà Nội đã nhận được thông tin một vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra tại chân cầu Thanh Trì hướng sang Gia Lâm khiến tổng cộng 3 chiếc xe mất lái. Cũng tại đây, lực lượng chức năng ghi nhận chiếc xe tải mang biển số 65C04130 và xe đầu kéo mang biển số 14C12765 va chạm mạnh rồi cùng đâm vào giải phân cách. Cùng thời điểm đó, một chiếc xe đầu kéo khác cũng bất ngờ mất lái, đâm vào lan can cầu, khiến đầu xe rơi xuống đất, còn thân xe treo lơ lửng trên lan can cầu. Theo chị Nguyễn Thị Hoa, nhân chứng vụ việc cho hay, vào khoảng 7 giờ sáng, chị di chuyển trên cầu Thanh Trì. Khi đi đến đoạn cuối cầu gần đối diện đường Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội, thì bất ngờ chứng kiến cảnh tượng một xe container lao đầu qua khỏi lan can bên làn di chuyển từ quốc lộ 5 về Hà Nội. Còn làn đường còn lại, một chiếc container khác đâm vào giải phân cách giữa hai làn đường, khiến chiếc xe giăng ngang giữa đường. Từ phía sau, có một chiếc xe tải đâm vào phần đuôi xe trên. Một người chứng kiến khác cũng cho hay, vào thời điểm tai nạn xảy ra, thì xe tải và xe container di chuyển cùng chiều như dính vào nhau rồi cùng lao lên giải phân cách. Riêng chiếc container còn lại đi ngược hướng, do hốt hoảng nên mất lái, khiến xe lao khỏi lan can cầu. Ngay khi được thông báo về vụ việc, lực lượng chức năng đã ngay lập tức có mặt tại hiện trường để xử lý và phân luồng giao thông. Xe cứu hộ cũng được điều động để giải cứu chiếc container đang treo lơ lửng cách thành cầu gần 5 mét. Dù vụ tai nạn không gây thiệt hại về người, nhưng các phương tiện đều hư hỏng nặng và gây ùn tắc kéo dài ở cả hai hướng của cầu Thanh Trì. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm đăng ký để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!